Ok, yo, what's up xin chào mọi người, mình là Zaro và chào mừng mọi người đã đến với video Minecraft Battle hôm nay. Chúng ta sẽ chơi Battle. Rất là nhiều bạn đã kêu trong suốt nguyên cái tuần qua đều kêu mình chơi. Yeah, anh Zaro rồi, anh chơi Battle đi anh ơi. Anh Zaro rồi, anh chơi Battle đi anh. Ok, ok. Yep, mình hiểu. Mình biết các bạn thích cái gì ở trên kênh mình, ok. Các bạn thích xem Minecraft đúng không? Minecraft Battle nữa nên là yeah. Hôm nay, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle. Mình đã bỏ Bedwar khoảng một tuần lễ và bây giờ thì mình sẽ phải quay trở lại với Bedwar thôi. Bởi vì yep, mình yêu các bạn phải nồi. Ok. Đó là lý do mình quay trở lại với Bedwar. Đấy. Chơi chưa? Thì best lý do chưa? Rồi, chúng ta cùng bắt đầu với trận đấu Bedwar nào. Mình nghĩ là hôm nay mình làm thời mình chưa có ý tưởng để có thể làm được nói chung là sao ta? Nói chung là không biết nữa. Mình chưa có lên ý tưởng về kịch bản hôm nay là mình không phải làm gì trong Battle. Nhưng mà yep, mình nghĩ là mình có thể làm được cái gì đó cũng được. Ok. Giờ đầu tiên vừa chết. Cái giường cũng phải chết luôn. Boom. Đặt cái này vào. Ôi. Tác dụng của hồi sinh. Ôi. Không. Ok. Yellow team, tạm biệt bạn. Kiểu bạn rất kiểu ha, cố gắng hết sức kìa. Nhưng mà ok, xin lỗi nha. Have fun, have a good fly, fly. Ok, mình vừa mới thấy có team Alpha cũng chết luôn. Điều này có nghĩa là sao vậy? Có team nào ghê quá, giết người ghê quá. Ok, mình cần phải đi ra giữa thôi các bạn ơi. Mình sẽ lấy Emerald. Ok, chắc chắn rồi, đi ra giữa thì chỉ lấy Emerald thôi. Chúng ta cần phải upgrade nhà của chúng ta rồi. Có những phải kiếm một cái bẫy gì đó. Mình có thể đặt ti golem lên nhà của nó. Hoặc là mình có thể mua obsidian chặn luôn, bít cái cửa nó lại. Các kiểu. Oh my god, rất nhiều ý kiến. Và yep, qua đây chắc chắn chúng ta có đủ 8 cái để mà chúng ta mua được obsidian đó các bạn à. Obsidian. Ok. Rồi, mua lấy, đi về thôi. Let's go. Vì 2 mình có ai đó. Không quan tâm. Về thôi. Chỉ cần đặt cái này về nhà là mình sẽ mọi thứ sẽ ổn thỏa. Vậy hiểu không? Và hiểu mình không? Đấy. Chỉ cần đặt cái này vào cái Ender chest thì mọi chuyện sẽ ổn. Không cần phải nghi ngờ gì cả. Và chúng ta cần phải mua lên một cái giáp. Ok, thằng Ray nó vừa mới dí mình hồi nãy nhưng mà tiện nó bị into the void hay là kiểu rớt xuống vực à. Oh my god, được. Đúng không? Battery. Có vẻ là đúng. Giọng không, có giọng đúng, không biết. Whatever. Bây giờ mình có 4 cục đúng không? Mình có thể nâng lên cái frog. Mình nghĩ là mình cần cái này và cái này. Ok. Để lên. Tạm thời không có ai qua. Chúng ta phải kiểm tra nha các bạn. Mình phải kiểm tra xung quanh. Giờ đem cho cái thằng đi qua đây thôi. Lấy đồ nào. Ôi, what? Thằng đen đâu? Nào là cái đường qua đây đâu. Đây. Bốn cục. Thôi. Bạn kia, bạn trắng, bạn cứ qua bên kia chơi tiếp đi. Mình đi lấy Emerald, mình đi bộ về nhà cũng được. Ok. Com. Thêm thằng này nữa. Cứ com kiểu mày nhảy đi. Mình biết nó sẽ làm gì luôn á. Nó đặt kiểu đó, mình biết nó sẽ làm gì. Nó kiểu khi các bạn nhảy qua, nó bít cái block lại. Nó đặt cái block khoảng ấn nhanh ấy. Ấn chuột trái nhanh lên là các bạn nhảy qua. Các bạn sẽ bị đụng vô một cái gọi là. Lúc đầu thì các bạn cứ như thế này này. Kiểu như nó nhảy qua thì bạn đặt lên hai cái thì nó sẽ thành một cái bức tường. Yep, cái bức tường. Và nó chỉ cần đụng là nó sẽ rơi thôi. Nó không có thời gian để mà phá để chạy qua kịp được. Đấy. Cái đó là lý đó giống như cái bẫy drone á. Đó, một cái bẫy drone nhẹ nhàng tình cảm thôi. Loại nhẹ thôi. Ok, chúng ta có 12 em rồi các bạn à. Chúng ta còn nhiều hơn một tí nữa. Ok. Mình thì mình ở đây canh luôn cái chỗ này rồi. Rồi, lấy em rồi về nè. Yeah.
mày qua lấy em rồi, thôi tôi lấy mang về. Oh yeah, ok. Oh my god, oh thằng này có cây stick. Ray, anh ơi. Không, mình đang giữ hai cục emerald. Không, điều đó có nghĩa là gì? Mình sẽ không chạy đâu. Oh my god, thằng này có Raidor à? Ok đấy. Ok, just drag man, just drag. Lùi lại. Tôi cần bạn hơi lùi lại, ok. Ok, không được đánh nhau. Không đánh nhau, lùi lại, ok. Yeah, bây giờ thì nhà mình kiểu không ai qua. Ấy, thoải mái tí. Nó cứ thoải mái vậy, chill. Relax đi. Thôi, bây giờ mình đi về. Mình có 3 cục emerald rồi, bây giờ đi về rồi. Đi về thôi. Ok. Chỉ đi về thôi. Đi về. Rồi. Lấy đồ nè, bỏ vào đây, búp. Ngon đấy. Đồ khá là ngon đó mà. Rồi chúng ta đi qua đây lấy 4 cục diamond. Chắc chắn là có 4 cục. Rồi, qua đây. Mình không biết tại sao mình lại đặt cái kiểu này nữa, kiểu cái chuột mình nó bị ấn 2 lần á. Kiểu chạy ngu người luôn. Ok, chúng ta có 4 cục. Cái này rồi. Nâng cấp lên cái frog lên 4. Ok. Và mua hai cái này vứt vào đây đắp lại thôi. Đây còn có wood các bạn ạ. Wood đây. Bây giờ chỉ cần đánh hai cái gỗ này. Chỗ mình hơi sáng các bạn không cảm, phần này nó rất là sáng. Mình đang ngồi cạnh cái cửa sổ, ước gì mình có thể để nó lại được. Sáng quá. Chiếu loa cái mắt. Phòng mình hiện tại bây giờ chưa có rèm cửa nữa. Phê quá. Sáng quá. Ánh sáng chói lóa. Ánh sáng xua tan không xua tan được màn đêm u tối. Oh my god. Ok, đắp này đi. Đây và đây. Xong. Búp. Yeah. Ha. Các bạn thấy mình đã kiểu làm ok ổn hết chưa nè? Ổn hết rồi, đừng quên cho mình một like nhé. Cho mình một like nhé. Ok. 7 cục thì chúng ta chỉ cần mua thêm một cái giáp kim cương. Mọi chuyện sẽ kiểu ổn thỏa các bạn thấy không? Đấy. Nó có 3 cục diamond này, 3 cục diamond thì nó có thể upgrade lên cái này và cái này để cho nó đập chậm. Thì bây giờ thì nó cũng chưa có đồ để mà đập đâu, nên là mình cứ up cái đó đi để mà chậm hết sức có thể. Tại vì cái đó thường thường nó sẽ up theo kiểu sau cùng chứ nó không hề up ở phần đầu. Ok, bây giờ mình có 4 cục diamond. Mình có thể để dành hoặc là mình có thể nâng lên cái kiếm sắc nét để mà chẹp quýnh mấy thằng đó. Ok. Yeah. Mình lại nâng cho Armor. Ok, hay lắm. Mình nâng lên protection 2. Ok. Sắc nét không nâng lên protection 2 rồi, mình giỏi quá rồi. Yeah, bạn thấy mình giỏi thì nhớ cho mình một like á. Nhớ like video này. Ê bạn ơi. Ôi. Vào đây anh ơi. À đi về nhà hả? Về nhà mà đi nguyên vòng vậy luôn hả? Trời ơi, tội nghiệp quá. Qua lấy hai cục emerald cái đi về. Ở đây nhà này đây. Nó không thấy mình. Mình cần nó phải vô trong lề. Ok. Thằng này nó bị lắc. Búp. Ôi, what? Ok, 5 cục kim cương. Ok. Này bị lắc à? Thế là vứt vào đây cái. Oh my god. Ta cần cái này, mua cái này đi. Ok, chết out game luôn rồi. Bye nồi. Thanh niên bị lắc. Vui vãi. Rồi, mấy thằng kia đâu rồi?
Bạn kia ơi, mấy bạn kia ơi. Hello. 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 Ở đây 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 đây. Oh my god. Oh my god. Mày biết là tao có bảo vệ 2 luôn không? Mình đang lộn hình bảo vệ 2 đấy. Boom, boom. Yeah. Đồ phiên nó bị destroy bởi thằng yellow thằng white à. White. White. Tàng hình à. White ghê đấy. Chắc đấy. Oh my god. Mọi người thấy tụi mình hết máu là định quýnh mình. Không. Không 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 không. Bậy rồi đó. Bậy rồi đó. White chết luôn rồi các bạn ơi. Mang này tự giết dẫn nhau rồi. Không kiểu không có chơi theo kiểu team nữa mà nó sẽ kiểu giết lẫn nhau. Ok. Tuyệt vời. Nhưng mà thằng nào cũng đi ra giữa cho mình giết mọi thằng cái hết. Mang này vui tính quá. Mấy anh chơi vui tính vậy. Ok, bây giờ chúng ta cần đi về nhà và hết hồn. Mình tưởng có ai đó đây. Khoan, chúng ta có 4 cái này, upgrade cái này nào. Về nhà cho cái heal pool nữa. Ok. Bỏ quăng vào đây. Đây chúng ta thử tàng hình đi nha các bạn. Tàng hình và đi thôi. Đi như một ninja đấy. Nó gọi là đi như một ninja. Ok. Yeah, Blue chết rồi. Blue chết đi. Rồi, lên cái này lên sắc nét 1. Bam. Yeah. Ra có 12 cái này. Mua thêm cái kiếm kim cương là ok rồi đó. Kiếm kim cương. Hai cục end of fear. Không, chúng ta cần phải mua số tàn hình. Chúng ta cần phải invisible và tàn hình. Invisible và tàn hình, ok. Yeah. Thế thì mua thêm vài cái TNT đây nè. TNT ấy, gọi là TNT. Rồi, mua cũng khoảng được em Golem. Ok. Golem. Ê, what? What? Để đây. Yeah. Đầu tiên là khoan, chúng ta cần phải ra giữa cái. Muốn đánh nhanh chỉ cần có thế này. Khoan, chúng ta cũng phải bỏ thêm vàng để mà mua, lỡ nó có đặt cái obsidian thì còn có phá được nha. Ok. Nó còn mua cái cúp kim cương. Ok, 3 kim cương thì để đây đi. Chắc giờ không có gì nâng đâu. Khoan, có thể cho chúng ta có thể nâng cái này để mà chúng ta có thể đào nhanh một tí. Nó sẽ kháng lại cái đào chậm, bởi vì mình sợ là sẽ có một vài thằng tới thời điểm này nó đã upgrade cái đào chậm rồi. Ok. Bây giờ chúng ta chỉ cần uống poison này và invisible. Ok. Đi thôi. Đi sau lưng thằng này nè, đi sau lưng thằng này nè. Ok. Đúng rồi. Ôi rồi, bay luôn à. Oh my god. Yeah. Bye bye. Tuyệt chiêu tàng hình như một ninja đó các bạn ạ. 4 cục emerald. Dễ dàng. Thôi chúng ta cần phải đây à. Modify. Rồi, fuck. Ok. Chơi ngu rồi. Quả bắt khui đúng ngu luôn. Oh my god. Nhưng mà không sao, chúng ta có thể lấy lại được. Chúng ta cần mua thuốc tàn hình. Speak invisible. Speak invisible. Chúng ta mua kiếm này và một cái cúp thêm vài quả TNT nữa. Ok bé đi thôi. Khoan, chúng ta phải mua được cái kiếm kim cương mà. Yep, thế thôi. Ok, pin ở đâu nhỉ? Pin ơi, bạn chỉ còn có một mình thôi. Pin ơi. Dạ, ping. Chúng ta có thể chạy bằng với speed 2 chứ cái đã. 45 giây, tuyệt vời. Ping đâu đây thôi, ping bên kia.
Ok Pin ơi, nó không cần mấy cái cục Emerald này nữa đâu. Chỉ có việc đi và đánh thôi. Đi và đánh, đi và đánh. Ok, gọi Invisible. Knock, 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 knock. Đi, đi, đi. Ok. Thấy mình không? Oh my god. Oh my goodness. Ui. Ô khoan, mình hết block rồi. Ah, no 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 no. Hi. Oh, tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ok. Where are you now? Rồi 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 rồi, tàng hình đâu rồi? Tàng bàn tàng hình chúng ta là... À đây rồi, đây rồi, rồi. Đây rồi, thấy rồi. Ok. Ok. Nằm bằng tay không đi, nằm bằng tay không đi. Chúng ta vẫn không giết được nó bằng tay không. Oh my god. Ok. Yes. Đủ rồi các bạn ơi. Đủ rồi, mình nghĩ là đủ rồi. Yep. Yeah. Mình nghĩ là mình sẽ kết video này tại đây. Chào các bạn đã đón xem Minecraft Bad World. Hôm nay mình đã chơi những cái trò gọi là tàng hình và giúp mình hy vọng các bạn thích điều đó và mình sẽ hẹn các bạn hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau và chúc các bạn có một ngày tốt lành. Đừng quên lấn like nếu các bạn thích video này, like nó, subscribe nó và đừng quên ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe và bật thông tin lên để các bạn có thể cập nhận được thông báo những cái video mà mình mới ra. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và bây giờ chúc mừng các bạn. Tạm biệt các bạn. Bye bye.